Nhà tiên tri bí ẩn không chỉ dự đoán thế chiến thứ 3 mà còn đưa ra hai dự đoán lớn cho năm 2023. Các nhà tiên tri theo thời gian đều lần lượt đưa ra những dự đoán của mình về tình hình thế giới. Đối với năm 2023 đang diễn ra, những nhà tiên tri lớn như Vanga hay Nostradamus hầu hết đều dự đoán sẽ có một sự chấn động, biến cố lớn trong năm này về nhiều mặt, nhưng chủ yếu tập trung vào sự biến đổi khí hậu toàn cầu, có thể dẫn đến thiên tai nhân họa khủng khiếp trong thời mạt Pháp. Những nhà tiên tri trẻ cũng theo đó mà đưa ra những dự ngôn tương tự để thêm một lần nữa khẳng định rằng đến 90% những sự kiện này sẽ xảy ra vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng ta đã phải chờ đợi trong lo sợ gần 4 tháng đầu năm này, vẫn chưa có biến cố gì xảy ra. Phải chăng mọi thứ sẽ đến vào thời điểm kết thúc năm? Thế nhưng, trong số những cái tên này còn có một người ngoại lệ mà trong một video trước đây, Tâm linh cuộc sống đã từng nhắc đến. Một người đàn ông được cho rằng đến từ năm 2906. Ông ta không có tên, cũng không từ bói quẻ kinh dịch hay chiêm tinh, mà trực tiếp đã tuyên bố rằng trong năm 2023, thế giới sẽ xảy ra ba cuộc khủng hoảng trầm trọng, có rất nhiều thay đổi lớn sẽ diễn ra và hầu như mỗi cuộc khủng hoảng này đều sẽ gây ra thương vong vô số. Chỉ với cơ sở rằng anh ta đã nhìn thấy tất cả chúng trong quá khứ, liệu có tin được hay không? Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ bùng nổ trong năm 2023. Người đàn ông đến từ năm 2023 nhận định, năm 2023, thế giới sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng, đó là chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến này cuối cùng sẽ biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân, cướp đi vô số mạng sống của nhân loại trên toàn thế giới. Những căng thẳng và tranh chấp ở trên bán đảo Triều Tiên hay điểm nóng trong cuộc chiến tranh tại Syria chống IS đang được dự báo có thể làm bùng nổ thế chiến thứ 3. Tình hình diễn ra ở các nước Trung Đông vô cùng căng thẳng. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, trong bối cảnh thế giới hiện nay giống như tình hình thời chiến tranh lạnh, nhưng chúng ta lại có cảm giác lớn về khả năng một cuộc xung đột toàn cầu sẽ nổ ra từ chính Syria ở khu vực Trung Đông. Ngay cả Tổng thống Alexander Vučić cũng nhận định rằng xung đột Hạ viện Nga nguy cơ leo thang. Tức là trong tương lai, nếu thực sự xung đột chuyển sang một tầm cao mới, nó chắc chắn sẽ lan đến châu Âu và thậm chí trên toàn cầu. Lúc này, cả thế giới đang điên cuồng dự trữ đạn dược và các loại vũ khí hạt nhân. Nếu chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, sẽ có những hậu quả hết sức nặng nề với tất cả các quốc gia, nhất là những quốc gia ở vị trí chiến lược như Việt Nam. Hậu quả của nó sẽ vô cùng nghiêm trọng bởi vì quy mô rất lớn cùng với những vũ khí mang tính sát thương cao. Thế giới đang chuẩn bị cho kỷ băng hà thứ 2. Trong năm nay, trái đất sẽ dần chuyển sang thời tiết lạnh hơn, theo lời người đàn ông đến từ năm 2906. Đây là điểm báo về kỷ băng hà và quá trình này sẽ kéo dài rất lâu cho đến lúc hệ sinh thái toàn cầu bị tàn phá hoàn toàn. Và điều trùng hợp là Stephen Hawking, nhà vật lý thiên tài người Nga, cũng đã có một dự đoán về kỷ băng hà thứ 2. Vào thời điểm đó, toàn bộ trái đất sẽ bước vào kỷ băng hà và con người và các sinh vật khác đều không thể trốn thoát. Quỹ đạo trái đất bị thay đổi. Dự đoán này thực sự là dự đoán nghiêm trọng nhất. Trái đất luôn quay quanh mặt trời, và mặt trời là một ngôi sao chủ của các hành tinh nằm trong hệ mặt trời. Con người có thể đứng vững trên mặt đất là nhờ một lực hút của trái đất tác động lên, hay còn gọi là trọng lực. Sự thay đổi quỹ đạo trái đất có thể tính toán do tương tác hấp dẫn với mặt trời và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Những thay đổi này ảnh hưởng đến sự phân bố và lượng ánh sáng mặt trời chiếu tới trái đất, do vậy ảnh hưởng đến khí hậu. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của các sinh vật trên cạn và dưới nước, lượng mưa, độ xói mòn trên các lục địa và lượng trầm tích đưa vào đại dương. Lời tiên tri của người đàn ông đến từ năm 2906 có thực sự chính xác? So với một người dự báo tương lai dựa vào chiêm tinh học, một người dựa vào quẻ kinh dịch, thì dự đoán của người đàn ông đến từ năm 2906 liệu có chính xác hơn khi anh ta đang nói với những điều đã xảy ra ở quá khứ của mình? Trước tiên, hãy cùng phân tích về Thế chiến thứ 3 và chiến tranh hạt nhân. Mặc dù tình hình xung đột Hạ viện Nga ngày càng nghiêm trọng, nhưng cơ hội xảy ra Thế chiến thứ 3 không thực sự lớn. Bởi một khi cuộc chiến nổ ra, xe tăng và máy bay chiến đấu sẽ không có cơ hội xuất hiện bởi những vũ khí hạt nhân hiện đại sẽ biến mọi thứ tan thành mây khói trước khi cuộc chiến kịp bắt đầu. Không một quốc gia, lãnh thổ nào có cơ hội thoát khỏi sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân. Trong lịch sử, trái đất đã từng có các giai đoạn trở nên lạnh lẽo vì nhận được ít bức xạ nhiệt từ mặt trời. Khí hậu trái đất luôn là một chu trình xoay vòng, từ dần dần nóng lên đến lạnh đi và ngược lại. Việc này diễn ra khoảng vài thập niên một lần, thế nên trái đất nhiều khả năng sẽ lạnh đi trong thời gian tới.
một số nhà khoa học cho rằng đây có thể là do những dòng sông băng sau khi nổ tung đã tạo nên một năng lượng khổng lồ đẩy rất nhiều khói và bụi vào tầng bình lưu. Những hạt bụi này ở trên cao trong nhiều ngày hoặc thậm chí là nhiều năm. Điều này sẽ ngăn chặn ánh nắng mặt trời, dẫn đến giảm nhiệt độ bề mặt khu vực. Một số giả thiết khác là do mặt trời đi vào trạng thái ngủ đông. Khả năng hoạt động của mặt trời yếu đi ảnh hưởng đến các hoạt động của các hành tinh, trong đó có trái đất. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, ngay cả khi hoạt động năng lượng mặt trời trở nên suy yếu, nếu kỳ băng hà có xuất hiện, cũng chỉ trên một khu vực nhỏ, ảnh hưởng nhiều nhất của việc này là nhiệt độ một số nơi có thể giảm, thiên tai gia tăng, giảm năng suất cây trồng, chứ không phải xảy ra hiện tượng đóng băng toàn thế giới. Nhưng với trình độ công nghệ hiện đại của chúng ta, việc này xảy ra cũng không đáng ngại. Cuối cùng, sự thay đổi của quỹ đạo trái đất đã được các nhà khoa học thuộc Đài Thiên văn Paris dự báo rằng xác suất của việc này gần như bằng không, cụ thể là 1/2500, và nếu có cũng phải mất ít nhất 3,5 tỷ năm nữa do sự thay đổi quỹ đạo trái đất phụ thuộc vào tương tác hấp dẫn với mặt trời và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Hệ mặt trời vẫn tuân theo quỹ đạo cũ trong vòng 5 tỷ năm tới. Vì thế chúng ta có thể yên tâm rằng sự thay đổi quỹ đạo trái đất là điều không thể xảy ra. Chúng tôi chắc chắn rằng ở đây không ít người vẫn đang lo lắng. Vì sau những lời dự ngôn ngày càng nhiều, chúng ta rất hào hứng để nghe chúng, nhưng nghe xong thì lại rơi vào trạng thái vô cùng lo sợ. Đừng quên mất rằng, chỉ là những lời cảnh báo, hãy giữ cho mình một tinh thần tốt, làm nhiều việc tốt, một trái tim trong sáng lương thiện và trong thời đại công nghệ phát triển, kỹ thuật số lên ngôi. Mong rằng mọi người có thể chọn lọc được thông tin hữu ích, tránh xa những tiêu cực. Ở đây chúng tôi không nói về tiêu cực trong những lời tiên tri, bởi vì chúng chỉ là những dự ngôn để cảnh tỉnh con người. Dự ngôn càng sai thì con người lại càng sống được lâu hơn một chút. Tiêu cực đó là ở chính những nhỏ nhặt xung quanh chúng ta. Sự ảnh hưởng từ mạng xã hội hàng ngày vẫn đang lan truyền những thứ đi ngược lại với đạo đức con người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.